Ôi trời ơi, nóng quá. Chả biết cái ngày gì mà chán thế nhỉ, chả có cái gì chơi. Mà anh Tượng đi đâu rồi ta? Tượng ơi! Tượng! Bây giờ phải đi tìm anh Tượng để kiếm cái gì, và anh Tượng làm cái gì ngon ngon ăn mới được. Anh Tượng ơi! Đâu rồi ta? Anh Tượng ơi, anh Tượng! Anh Tượng ơi! Ô, chào ơi! Chả trách gì ngủ ngáy to như thế này, kêu không có đi động tính gì. Người gì đâu mà đã không có người yêu rồi lại còn ngủ còn ngáy to. Tượng ơi! Tượng! Dậy nấu cái gì cho em ăn với? Dậy nấu cái gì cho em ăn đi? Đúng rồi, cứ nha. Được rồi, được hỏng rồi. Tình hình như thế này là không ổn được. Được. Được rồi, em kêu không dậy chứ gì. Bây giờ anh ngủ như này nhá, em sẽ make up cho anh thành thành con gấu trúc luôn. Ồ, đây. Chúc cho đời ngủ gì đâu xấu tính, ngủ la to hét to kêu không dậy. Mày làm gì đây? Em á? Ừ. Em ra em kêu anh dậy. Thật không? Vâng, em kêu dậy nấu ăn em mà thôi. Mà không làm gì thì đi vào mà vét nồi cơm rồi mà cắm cơm đi. Cả ngày sai sai. Vâng, bây giờ em vào. Vâng, nhanh thì đi đi. Em bây giờ em đi chơi, em làm gì em cắm cơm. Cái gì mày làm bấm gì đấy? Làm bấm là bây giờ em vào em cắm cơm chứ sao? Thì đi đi, nhanh lên. Đang nằm ngủ không yên. Chán thật đấy. Ồ, cái ổi nhà ai mà ngon nhờ. Hai tạm có ăn thử xem nào. Ổi ngon nha. Thứ lạ lạ nè. Bình thường cái xóm mình á, nó ồn ào, nó rôm rã ra mà hôm nay nó lại bình yên đến lạ thường nhỉ. Vậy phải đi tìm mọi người mới được. Cái gì? Anh đang làm cái gì á? Em mày không thấy tao đang thả diều à? À, thì chào hôm nay anh lại ăn trộm đâu, có con diều ngon đấy. Nó ăn nó đàng hoàng nha, mở mồm tao vã vỡ mồm. Ừ. Thả diều làm gì? Thế anh lấy diều ở đâu á? Diều bố nó mua cho chứ diều đâu? Kinh! Này bố anh, mua diều cho anh luôn á. Ừ. Em mượn em chơi đi. Không, cái này tao chơi mình thôi, đang chill mà. Lương này đẹp trai này. Không phải nên. Em mượn tí. Không mà. Em mượn em. Bỏ ra. Em thả với. Xem là được rồi. À, cho cầm một tí rồi. Rồi, hết. Thế rồi. Cho em mượn em thả em giật giật với. Cứ lên là thả em ra được rồi, đứng xem thôi. Đứng xem đi. Được rồi nha, anh nhớ lên nhá. Anh không cho em mượn đúng không? Mặt mày sao lại không nhớ? Được rồi, bây giờ em cũng về em làm diều siêu to khổng lồ. Diều chiến là con diều của anh luôn. À, về làm đi, rồi làm đi. Đây nha, nhớ nha. Rồi, tao nhớ cái mặt. Diều mua bao tiền cho mượn. Tham làm cái chỉ mượn có cái gì ông cho. Bực mình thật đấy, nói thật ra là càng nói là càng tức mà bực mình chứ có phải đùa đâu, bực là bực. Ôi trời ơi. Đá vậy cái cục đá rồi này. Cha biết cái ngày gì mà đi ăn đấy không biết chứ. Ôi trời ơi. Mi. Ôi trời ơi. Này, mày làm gì đây đây? Trời ơi. Ngồi cắn mông chân à? Quá. Gì mà này? Chú cho nói chứ đang đau chân mà chú lại bảo cắn móng chân là sao nhỉ? Có phải bẩn không chú đâu mà cắn móng chân. Thế làm cái gì mà lại ngồi đây? Tao đá về cục đá. Đâu? Đá bay ra kia rồi kìa. Tao tưởng cục đá nó đá phải mày chứ.
Tao chiều ấy. Mà chú đi đâu mà lại vác cái thanh này đi đó? Tao về làm gì đâu? Cái gì? Hả? Chú mới vừa nói cái gì xong? Thế tao đem về tao làm gì đâu? Làm gì đâu? Ờ? Chú mà không biết làm gì đâu á? Để xin lỗi mày đi, tao làm rượu đẹp nhất cái làng này, bay cao bay xa, ai am biết? Biết. Ừ. Thế tao đùa mày làm cái gì nhỉ? Nghi lắm nha. Nghi cái gì? Không tin thì thôi. Nhưng mà chú nói thật. Thật thì tao đùa tao của nít mày. Thế thì chú dạy cháu làm diều với đi, chú phải dạy cháu làm diều, nhưng mà diều của cháu phải bay cao bay xa hơn của anh Lương. Hồi nãy cháu mượn anh Lương không cho. Chú dạy cháu đi nhưng mà cháu không có cái gì để trả công. Thôi không, không cần trả công. Nghĩa là nhà mày hôm sau cứ có cái gì ăn ngon là kêu tao đến ăn được rồi. Được nhá. Thế thì bây giờ chú dạy cháu làm diều, trả công lại, đổi lại là chú sang nhà cháu ăn trực của anh chưa? Ok chốt, đi, nhanh. Hôm nay chú Tú nhá, vừa tốt bụng vừa đẹp trai này, cho mình cái thanh để làm diều này, rồi lại còn dạy mình cách làm diều này chứ. Đúng là chú Tú đẹp trai thật mà. Nói mà, đi chơi từ nãy đến giờ rồi mà vẫn cứ nằm đây ngáy khò khò mà ngáy rõ to chứ. Chả yêu học cái ngáy đấy ở đâu. À quên nhở, chú Tú mới cho có mình mấy cái thanh để làm diều chứ làm gì mà có cho giấy đâu. Thế bây giờ mình phải đi kiếm giấy ở đâu nhở? Mấy quyển sách nháp của mình không biết anh Tụ má sắp vụn chưa nhở? Giấy ở đâu nhở? Tìm cái là lại thấy này, báo của anh Tượng này, nhiều phết chứ nhở. Xem nào. Cái báo này mà làm diều thì cũng được, cũng ok. Nhưng mà không bay xa được bằng của anh Lương. Phải tìm gì mà phải bay cao hơn cơ. Cái tranh của anh Tường này để đấy. Cái gì đây? Ồ được này, tranh của anh Tượng này. Cái này mà làm diều nha, đúng là vô địch, là số 1, là còn bay cao này, anh Lương bay cao nhất cái xóm luôn. Bây giờ mà lấy ra làm diều thì anh Tượng mà biết anh Tượng đánh chết. Mà bây giờ mà không lấy thì diều lại không bay cao nên anh Lương mình lại không thắng được. Anh Tượng ơi, em mượn tệp tranh tí nhá. À cho à, vâng. Rồi, thế thì coi như là hôm nay là số của em xui. Em gặp phải chị nhá. Nhưng mà chị hứa là chị sẽ làm cho em bay cao và bay xa hơn diều của anh Lương. Ok chưa? Đi thôi. Đúng là trời phù hộ. Đúng lúc là đang thiếu keo, lấy tạm tí cơm nguội làm keo nha. Này mà không cao anh Lương nha, hôm nay không chơi diều nữa. Thế là xong cái diều rồi. Sao mà ai làm diều mà đỉnh thế nhỉ? Vừa đỉnh vừa đẹp vừa nhanh gọn. Mình đúng là không uổng công là gọi là em gái của anh Tượng. Rồi bây giờ mình sẽ mang diều của mình ra để mình chiến với diều của anh Lương xem là diều của ai bay cao hơn. Diều của Hoa Khôi Làng đến đây. Chiến cái gì? Đây. Cái gì đây mi? Thầy. Thầy, cái cho mày làm cái diều gì đây? Diều chiến với anh Lương mà. Em nói với anh là hôm nay em sao đây em tuyên chiến với anh này. Diều của em đây, diều đủ chiến chưa? Trông đã đủ chiến chưa, khét chưa? Khét chưa, trông không khác gì cái tờ giấy lộn nữa. Cái gì? Này, không thấy không? Phượng Hoàng mà. Hoàng giớm. Thế là Hoàng giớm có đuôi đàng hoàng này. Em đời cho. Thế anh nhìn này, em nói với anh này, con diều của em tuy là không được to như diều của anh nhưng mà nó đủ chiến là được.
nhá. Chắc... chỉ cần nó bay lên trên kia một cây em chấp con diều của anh 1000 mét. Ôi giời, nói nhiều thế nhỉ. Bay lên con nào, cho bay luôn đi. Chắc là thằng Tượng làm rồi mà. Cái gì? Anh nói lại em xem nào. Thằng Tượng làm rồi. Anh Tượng làm. Em tự làm đấy, đừng có bảo anh Tượng làm. Em anh tự làm anh luôn. Ngạc nhiên không? Anh không phải ngạc nhiên đâu. Làm được mà. Ok, thả đi. Được thôi. Thả đi. Em ơi. Lên. Thả đi. Ô trời em ơi. Chạy ngược lại đây. Tao mày lại đây, mày lại đây. Tao dạy nó diều bay ấy, tao dạy nó diều đập bay nó đâu. Ừ, lên rồi. Hình như là đấy này. Anh bảo em này. Hả? Hình như diều em nó thích bò trên đất hơn là trên trời đấy. Rồi nhá, bây giờ lại có dỗ to hơn rồi. Thầy nhìn con này. Ok. Ô, diều. Ơ, trời ơi, Mi ơi, tao dạy mày làm diều phi đồng đất à? Ừ, lên rồi. Đó, đó, bạn này, đấy, thấy không? Chứ thầy giả thầy đúng không? Thôi, tao không dám nhận cái món này làm đệ tử đâu. Đó là chưa đủ gió thôi. Gió lồng lộng thì bảo chưa đủ gió. Con muỗi nó bày gió quạt nó còn... Ăn làm sao được diều của tao? Anh cứ đợi thôi, gió đi. Đánh ngay cho tao thả. Đánh à? Cái diều dởm. Mi ơi, Mi, mày nấu cơm đi đây. Sao không nghe được cái động tĩnh gì nhỉ? Mi ơi, đấy, nhà còn nấu cái nồi cơm nhưng mà cũng trốn đến đâu mất rồi. Mi, đống bừa bộn thế này, con này nó lại vừa làm gì rồi? Cái này là bức tranh của mình mà. Sao lại tan tác thế này rồi? Nồi cơm này vẫn còn nguyên ở đây. Đi đây. Con này nó làm diều à? Trời ơi, Mi! Mày lại bao tao nữa rồi, Mi ơi là Mi! Mi! Đấy, diều người ta bay như thế cơ mà. Em là diều em xịn nhỉ? Thôi đừng có trêu nó khóc đấy. Trêu gì đâu, bạn thầy nó mà. Thôi tao không dám nhận làm thầy nó đâu. Cái diều thầy dạy làm diều xong diều cứ bay cắm đầu đất. Được rồi. Chú nhớ nha. Từ nay cháu cấm chú tuyệt đối đi sang nhà cháu mà ăn trực một lần nữa cháu đuổi về luôn. Không. Tao nói đùa thôi, tao xin lỗi. Cháu không có đùa cái chi hết nha. Từ nay cháu chú này nghỉ chơi ăn đoạn người chưa tại đây không. Dừng. Kệ nó xem nào, làm gì mà tao dạng cũng lên mà. Thì đúng không? Ủa cái thằng Tượng béo đi đâu ấy? À, thành ra là mày chạy ra đồng đây thả diều à? Anh đi tìm em à? Không tìm mày đi tìm ai, phải lại tìm tao. Này đẹp dài đấy bạn, bạn ơi. Này bạn học make up đâu đẹp dài đấy. Cái gì? Make up. Mi make up cho Tượng à? Make up là cái gì? Thì mày nhìn, mày nhìn cái mắt mày thì à? Trang điểm trên mặt đây đẹp thế, đẹp trai. Mắt mày thâm điên đi đây. Sao toàn nhộn nồi thế này? Hả Mi? Tao bảo sao thảo nào mà tao đi ngoài đường người ta xoa chào tao. Thì đẹp trai mà anh. Lại là mày đúng không hả? Đó. Em đời em con suốt ngày. Cộn rồi tôi dây cái. Ừ. Thôi em chạy đây nhá. Em đứng lại đó, mọi người đánh em thì làm sao? Ô này, bạn ơi. Bên kia tao dậy mày đi phá nhiều người khác à? Mày đứng lại không? Bố sẽ mua nhiều hơn tôi. Ôi trời, mệt quá. Ôi trời, không biết ba người đấy có lùa theo mình nữa không ta. Mệt chết đi được ấy. Thế bây giờ làm sao được nhỉ? Bây giờ mình trèo lên cái cây, mình trốn. Là ba người ấy có tìm đến tối cũng không tìm được mình. Là mình không phải chạy cho nó đỡ mệt nữa. Mi! Mình đứng lại! Mi! Bạn sao?
Trời ơi, từ thôi. Mà chân nó có một mẫu rồi sao nó chạy nhanh thế nhỉ? Này. Hả? Hay là có khi nào nó chạy về nhà rồi không nhỉ? Cũng có thể đấy. Ồ thế không không thì mình về nhà mình đợi đi. Đúng rồi. Mình chỉ việc dình nó ra cái là túm luôn thôi. Đúng rồi, chỉ cần về nhà canh nó phục nó ở nhà là được mà cần gì phải chạy mệt thế này đâu. Ừ. Thế bây giờ mà cứ chạy theo nó thế này thì chắc là mình tắc thở đấy. Đi về đi về đi. Chú. Anh Dương ạ. Này cô xuống. Xuống lại nhanh lên. Từ từ em xuống. Dạ. Chào anh Tượng, chào chú Tú, chào anh Lương. Ừ, khói chào mày. Mà này. Dạ. Mày học đâu ra cái thói mà chạy nhanh như sóc đấy à? Thì em rèn luyện cơ thể, tập thể dục. Dục cái gì mà dục. Này, bây giờ mày biết lỗi chưa? Em biết lỗi rồi. Biết lỗi như nào? Em xin lỗi chú Tú, xin lỗi anh Lương, xin lỗi anh Tượng. Ở từ nay em không bày trò phá mọi người nữa, xin lỗi mọi người rất là nhiều. Thôi được rồi, coi như nể tình thầy trò tao tha cho cái mặt mày nhá. Chú là số 1. Tao coi như biết điều há cái mồm mà xin lỗi. Chứ không là tao bắt đền cái điều đấy. Anh là đẹp trai. Mà này, nãy giờ tao đuổi mày lo hơi á, giờ đói ngoắt cái bụng rồi. À đúng rồi, tao cũng đuổi lắm, tao đuổi lắm rồi. Em đi ăn đi bạn. Đúng rồi, ăn. Mày cũng đuổi à? Vâng, em đuổi mà. Sáng vừa chỉ có lo lùa nó với lại là đi tìm nó thì lấy đâu ra đồ ăn mà ăn. Hết càng. À, ở nhà mình đang còn cơm nguội, hồi nãy em lấy ra em dính nhiều còn có một ít thôi đang, nhưng mà trong nồi đang còn nhiều lắm. Tóc tưởng là mình bị ăn chửi no rồi. Thì ăn chửi làm sao mà no được, bây giờ phải ăn cơm anh làm chứ cũng đói rồi. Thôi đi này, đi. Mày được cái giỏ nịch đi nhá. Thôi rồi. Về tôi làm cơm nguội chiên giòn cho mày ăn. Đi. Okay, ngoan bạn ngoan đi. Đi thôi. Tóc tưởng. Đi. Bé cái mồm thôi. Đói lắm thôi anh Tường ơi. Em bé diều của anh là nữa nhá. Mày dám? Thầy dạy trò như thế à? Tao không dạy mày cái thứ hư hỏng đấy. Dạy đi bé diều người ta là đang không có chơi ghen ăn tức ở. Này con không ghen ăn tức ở nha. May là cái diều nó vẫn còn sửa cái không gì. Chứa tí em bé luôn cái đuôi. Càng đây rồi. Trời ơi. Nhanh đi bạn ơi, ôi trời ơi, nhìn là muốn ăn ngay luôn à. Sao có tí cơm nguội mà bạn nhìn làm nó hấp dẫn này. Ngon không anh? Nhìn hấp dẫn không? Hấp dẫn. Trời ơi, tao nhìn thôi là tao nuốt nước bọt đấy rồi, cạn cái nước bọt rồi. Ý, chứ còn phải nói. Nước miếng tao nó còn ứ ở đây này. Ý, còn phải nói anh Tường cái cháu là làm là số 1 là vô địch rồi. Thôi ăn luôn đi bạn ơi. Này, ăn miếng nhỏ thôi. Này bạn phải làm miếng to đi. Ôi trời ơi. Mình ngon. Đang với ăn đúng rồi, cắt cơ luôn. Tuyệt vời. Chà, trời ơi bạn ơi. Tuyệt vời. Sao cho mồm anh luôn à? Sao luôn làm cơm? Ngon. Bà làm cái bánh này bằng cách nào ấy? Thì tôi làm như bình thường thôi, lấy cơm nguội xong rồi chiên lên thôi. Tôi mà biết ngon thế này, tôi phải tôi vác cả cái nồi cơm nguội cho tôi xem. Cơm nguội là bạn cho lợn ăn chứ làm cái gì? Lợn cái đầu nhà mày ấy. Hả? Cơm người ta hơi bị ngon nhá. Gạo quý năm ấy. Quý năm hả? Chấm quý xê. Tôi cần nói chuyện với cái mặt mày. Chú ăn từ từ thôi, đang còn đây này. Anh ngấu anh nghiến ạ. Thôi đuôi thôi, thông cảm nó kệ. Ăn miếng sầm xôi. Nó cho miếng to lên này. Xin. Rồi anh nhắc qua mà. Hey.
Bạn bạn ơi, tình hình nào bạn về bạn mang nốt cái nồi cơm nguội bạn sang đây để cho nó chiên. Thế sao bảo cho lợn ăn? Sao là lợn? Ấp. Đi ăn nốt ra. Đang còn nhiều mà. Chú ăn nốt đã anh, chưa thì nó đuổi về rồi. Ăn. Đây, để ăn cho. Ôi im đây, có vẻ nó lấy cho ăn nha. Thằng già, ăn với bạn đây, bạn về lấy nhá. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một subscribe. Ai chà, một comment. Ai chà, một like nữa.